Ba. Mọi người làm gì vậy? Sao từ từ để mấy đứa cháu nó vô đứng đúng đội hình đàng hoàng đi rồi anh có chuyện thông báo nè. Thông báo gì? Đứng đúng đội hình đàng hoàng coi nãy tập làm sao. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday chứ. Gì vậy trời? Hôm nay không phải sinh nhật của em đâu mà đem cái vàng giao hưởng bị lỗi ở đây vậy? À cứ là bây giờ tại vì ăn mừng cái phòng mới, không lẽ giờ tôi hát bài gì, không có cái bài nào mừng phòng mới hết. Đây, hoa này nhận đi chút. Vậy anh có thích không? Em đổi phòng cho. Thôi bỏ đi. Qua ai hưởng nha chú. Mà cái phòng này đẹp thiệt ha. Con thấy là nội rất là giỏi luôn á. Nội có thể sáng tác ra một kiệt tác như thế này. Quả không là bà nội. Đáng lẽ hồi trẻ nội phải là một kiến trúc sư tài ba đúng không ba? Nội của con nấu ăn ngon lắm. Con trả lời gì xàm gì? Chú nghĩ là sao mẹ mình mà kêu làm kiến trúc sư làm gì nói. Mẹ mình chỉ có nấu và ăn thôi. Mà nè, chuyện này á, mấy đứa nói cho mọi người trong trường biết hay chưa? Xấu hổ lắm á. Trời ơi, chú nói sớm. Nguyên cả trường ai mà không biết chú bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Cái gì nhanh vậy? Ai nói? À, anh với mẹ là không nói, anh với mẹ chỉ có ăn và uống thôi. Em biết rồi, ai nói? Con không biết. Con không biết. Chú có cần tôi gọi điện lên hỏi thầy Điền hiệu trưởng không? Thôi khỏi đi. Cái gì vậy? Nó đi đâu vậy? Em ơi, em. Gì đó. Bây giờ là tôi dạy chung trường với lại thầy Phúc chồng của Kim Chi luôn mà. Chào thầy. Ừ, trùng hợp ghê ha. Mà biết sao không, Kim Chi đi du học thì tôi muốn nhà Kim Chi ở. Mà tự nhiên cái thầy Phúc nói nhà đó là của thầy Phúc. Rồi bây giờ hai vợ chồng tranh chấp với nhau. Chứ tôi phải nhờ tòa giải quyết chuyện này quá à. Trời, thầy Phúc hả? Bây giờ hơi bị tội nghiệp luôn. Dọn về nhà của mẹ ruột ở rồi. Ở bình thường đâu, ở trong nhà kho đó thấy thương chưa. Tại vì ba của thầy Phúc vẫn còn giận thầy Phúc. Ví dụ hai vợ chồng ly dị đó lắm. Hay quá. Ừ? Bà điên hả? Vô duyên hai vợ chồng tao ly dị mà hay bà nói. Tôi thấy hay mà. Địch tới, địch tới, địch, 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 địch. Em xin lỗi thầy Phúc. Chúc mừng thầy. Mới tuyển thông tin viên. Đưa tin rất trung thực. Hai người chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp mặt, lẽ nào làm ngơ. Thầy Phúc ơi, em xin lỗi thầy. Xin lỗi là xong hả? Nhờ cô đó, bây giờ thầy Quyền và tất cả mọi người trong trường đều biết cuộc sống đời tư của tôi rồi. Em không có ý đó đâu thầy. Không có ý mà cô nói vậy đó hả? Em lựa cái cột này, nó kinh đau nhất rồi. Mẹ không hiểu tại sao thầy Quyền đi đâu rồi. Đi ngang qua đây nghe được. Với lại, không có duy nhất một mình thầy Quyền biết rồi thầy. Đâu có ai biết được đâu thầy ha. Một mình thầy Quyền biết là cả trường này biết rồi. Ôi thầy Quyền nhiều chuyện luôn đó thầy. Cô mới là người nhiều chuyện đó. Em xin lỗi thầy Phúc. Nhưng mà thầy Phúc ơi, em hứa là ngoài thầy Quyền ra là không ai biết ở đâu thầy. Đúng rồi. Không phải đâu, phải đó thầy Phúc ơi. Trời, sao cái đầu mình to mà óc gì cho nhò vậy trời, suy nghĩ hoài cũng ra à. Làm sao đây? Thử lại một lần nữa. Lần này sẽ được.
Sai nó rồi. Sao vậy? Không lẽ đây là cách ông trời đã trừng phạt mình? Tại vì mình bỏ chồng, bỏ con, cho nên đây là số phận của mình hay sao chứ? Mình không cam tâm, mình không cam tâm mà. Mình chết đi, 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 chết đi. Hỏi thiệt chi nha, bộ nhìn Sơn xấu lắm hả? Đâu có đâu. Tại vì chị ngồi cuối gió. Không có gì hết á. Chị không được khỏe à? Không, chị khỏe lắm. Như là chị bị sốt đúng không? Chị đâu có sốt đâu. Chắc là ở đây gió nhiều quá. Tại vì nãy giờ nói chuyện mà thấy chị cứ nhìn vô tường cho nên là Sơn định hỏi. Tại vì chị đang suy nghĩ về bài tập ở trong lớp. Bài tập nhiều quá. Chị cũng giỏi quá ha. Sơn cũng thú thật với chị luôn là Sơn qua bên Singapore là nhiều khi học cũng để cho vui thôi. Chứ trước sau gì á, sau này Sơn phải về Việt Nam để quản lý rất nhiều công ty của ba Sơn. Tại vì ở bên Việt Nam á, nhà Sơn có rất nhiều công ty nhưng mà không có ai quản lý hết á. Vậy hả? Mà Sơn qua đây học đây nè, ba Sơn cũng phải mua cho Sơn một cái nhà riêng để ở đó. Mua nhà bên Singapore? Ừ. Nhà bên Singapore mắc vậy mà nói mua là mua liền luôn hả? Không sao, bởi vì nhà Sơn rất nhiều bất động sản. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Đẹp trai, con nhà giàu, học thức, mỗi tội bị diêm cắn. Đầu chi bị dính cái gì kìa, để Sơn lấy cho. Để chi tự lấy. Để chi tự nhiên. Ủa, bà đi đi đám cưới chị Sáu ở Đồng Nai phải không? Ừ. Rồi cho tôi gửi lời thăm chị nha. Được rồi, nè, ở nhà đó coi sóc nhà cửa nghe không? Rồi. Ba. Hả? Hôm nay phòng khám nghỉ á, tranh thủ đi chơi cho thoải mái đi nha. Thì đó, ba định đi qua chợ Trúc Hoa đánh cờ. Dạ. Kể rồi con đi con. Dạ. Ừ. Con đi nha ba. Ừ. Anh đi anh ơi. Ừ. Trời đất ơi có kìa. Ăn chợ thay nằm sắp ngủ ngáy. Ngáy hả mày? Ngáy. Alo. Dạ tôi nghe. Ủa? Cái gì? Thiệt vậy anh? Dạ. May quá, tôi chưa có bán hết. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Bữa nào chiêu đãi anh một chồng nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào. Cũng may lần này ba không nghe lời con, chứ thôi là tiêu rồi. Alo. Ủa sao nó không nghe gì? Hay là cái loa nó bị rớt ra rồi? Alo. Alo. Ây da, hai thằng này đó, nó đã bán hết cổ phiếu rồi. Alo. Chủ nhìn lộn, nếu không thôi là cuộc đời mình dính việc ngàn thu luôn. Mẹ cái thằng này, phá tiền tôi không kìa để cho mày biết tay. Cái gì vậy? Trời đất ơi, hư xe, thằng mắng,
Thằng Măng, mày đi đâu? Đứng lại, đứng lại. Lần này tiêu thiệt rồi. Tại sao không phải là một giấc mơ nhỉ? Ây da! Măng, ê! Thằng Mẫn có ở đây không? Tụi mày coi gì vậy? Đứng lại! Mày á, chạy đi đâu? Trời ơi, ông à, có thằng này ở đây nữa. Mày ơi! Mày lại đi, có bên này. Chạy! Trời ơi, đi. Có cả mày. Một lũ tụi bay. Chạy đi đi. Chạy hồi thằng đi. Hồi kia rồi. Chạy đi đi. Có chuyện gì mà mọi người tập trung đây hết vậy? Đừng có hỏi. Gia đình mới làm chuyện có lỗi với ông nội dữ lắm. Từ sáng tới cầm bông cầm hoa lên đây tặng là em nghi có điềm rồi. Từ từ, anh nói sao? Đầu chiến phòng thủ hả? Bị lên. Phòng thủ hả? Tụi bây à, tính một cuộc chiến không cân sức với lão già này chứ gì. Được rồi. Coi già chỉ còn gân lắm đó nha. Ba ơi, ba ơi, ba. Trong này là con cháu của ba có mặt hết rồi. Ba làm chuyện gì là ba tuyệt tự đó nha ba. Ba làm cái gì vậy ba? Không biết nữa. Ơi, con này người trẻ nhất. Con vô đây, con trụ giùm chú đi. Đúng rồi, lâu qua chú ấy. Cái gì ba làm gì vậy? Ba đứng đây ba thở chứ. Trời ơi. Như là con nghe cái tiếng ông nội đang đánh thì nó vô rồi vậy. Trời ơi. Cho mày biết gừng gan già càng cay. Ba ơi ba, tụi con cay lắm rồi ba. Ông đang làm gì vậy chú? Trời ơi, tao cũng trong này, tao làm sao tao biết được. Giờ sao chú? Nè, bây giờ anh nghĩ cách đi. Ông lại ba nhốt tụi mình hoài ông này sao? Cách gì nữa mà nghĩ, biết tính ba rồi. Phải để ba nguôi ngoai rồi mình liệu cơm gắp mắm. Trời ơi, sao nhắc tới cơm, thôi bụng nữa rồi. Ba, cái gì bây giờ cũng thấy ông nội đang im lặng ở ngoài á. Ở đây ba lớn nhất, ba chui ra ba coi thử đi. Mày điên hả? Tao chui ra, ông nội mày cầm sẵn cái búa, ba vừa đút cái dao vô được cái bóp ngay cái chán ba rồi sao? Giờ ai vậy chú? Thằng này người lạ, mày đi đi. Ôi, có người lạ sao con đi? Hai bạn đi đi. Tụi bay đi đi. Thôi, được đâu, thôi. Thằng nhát cái này đi ra, để cho tôi. Cái gì vậy? Ba, ông nội chặn cửa lại ba ơi. Đâu, mày chú coi. Trời, ba làm gì đóng chặt dữ vậy? Vậy là ba muốn nhốt mình đây luôn rồi. Giờ sao đây ba? Giờ sao chú? Cách này mà ba mình cũng nghĩ ra nữa Phúc ơi. Sao vậy chú? Gì nữa vậy ba? Tự nhiên đau bụng quá. Ba ơi, anh hai đau bụng rồi ba. Thả anh hai ra đi ba ơi. Tự xử đi. Trời ơi ba ơi, trong này không có toilet. Tụi bay đã bị giam ở đây rồi. Nghe, phải đọc bản án đây. Bản án gì? Bản án từng thằng một. Tao trịnh trọng tuyên bố Nguyễn Đức Hạnh. Dạ, có con rồi ba. Dám bán cổ phiếu mà không hỏi hiến làm ta bị lộ vốn. Nay bị xét cho tội lạm dụng quyền hạn làm thâm hụt ngân sách gia đình. Trời ơi, tôi bị quan ba ơi. Nguyễn Đức Mẫn. Dạ. Cả gan lái xe mô tô rồi còn tông vào xe của nội.
sau đó bỏ trốn, bị xét và tội phá hoại tài sản cá nhân. Nguyễn Đức Minh và Kim Long. Dạ. Hai đứa dám xem những tranh ảnh nhạy cảm mà ngay cả nội còn không dám xem. Hai đứa bị xếp cho tội vi phạm luật 18 cộng. Con đâu có đâu ba. Tụi nó có chăng nào vậy? Chi vậy ba coi chung hả? Lóc chăng nó lại. Lóc. Này, và tội cuối cùng khó tha, tội mưu sát tập thể. Tụi bay cố tình đựng cái lỗ để tao bị té, không thể dung tha được. Tao tuyên bố, tụi bay bị nhốt trong đó một đêm, không ăn không uống. Nghe rõ chưa? Ba, hồi nãy trong những danh sách ba ghi đâu có con đâu ba. Con đâu phạm lỗi gì đâu ba. Ba thả con ra ba ơi. Tội của mày là nặng nhất, biểu dọn đi mà chưa chịu đi. Ba, nhưng mà cả ngày hôm nay con làm gì sai đâu. Ai nói không, mày chứa chấp ổ tội phạm, mày phải bị tội chung thân mới đúng. Biết điều thì im đi. Nè, tụi bay biết hết rồi chứ gì. Nếu đứa nào cả gan lao ra khỏi cái sông cây này thì có chừng không toàn mạng đó đó. Ủa chị ở đây hả? Tuy là cái phòng cũng nhỏ chút xíu nhưng mà chị ở mình á cũng ok rồi. Là sinh viên mà sống bên nước ngoài nữa, ở được cái phòng như vậy á là đã mừng lắm rồi. Sơn thấy ở đây nó chật chật làm sao á, mà đi xa trường ấy chứ. Hay là chị qua bên nhà Sơn ở đi, Sơn còn dư một phòng. Gần trường mà Sơn lấy giá rẻ cho. Mà đối với chị thì cần gì phải lấy tiền chứ đúng không? Miễn phí luôn. Mình tính sao đi. Hay là Sơn ngồi đợi chi một chút nha. Chi vô rửa mặt rồi xong tụi mình đi luôn ha. Ủa Sơn đang làm gì vậy? Sơn nãy giờ Sơn kiểm tra cái máy lạnh sao mà mở hoài không có được gì hết trơn á. Ủa vậy hả? Hồi tối qua chứ còn xài được mà. Không biết nữa mà nãy giờ Sơn mở hoài máy lạnh nó không có lên gì hết á. Để chị kiểm tra thử coi. Thôi được rồi, để Sơn kiểm tra cho. Mở lên hoài mình không được đâu. Hay là mình bỏ luôn đi. Không được. Khỏi sửa nữa rồi mình đi ăn đi. Không được, Sơn phải sửa cho Chi để tối Chi ngủ còn mát chứ. Chi qua Chi lấy cái ghế đi rồi Sơn sửa máy lạnh cho Chi ha. Sửa xíu xong à. Nè Sơn. Chị giữ cái ghế cho Sơn với. Giữ nha. Chị cầm dùng Sơn cái đồ mót đây chị. Chị. Trời ơi. Trời. Trời ơi chú ơi, đói quá chú ơi. Đừng nhắc mà. Ai đói, nếu mà nói về đói là trong này tôi là người đói nhất nè. Ba ơi, ba cho con miếng cơm ăn được không ba? Ây da con. Ủa sao vậy chú? Vừa mới đưa tay ra đập tay một cái bóp đau còn chết luôn. Trời ơi ông nội dai quá à. Không được rồi, mình phải dơ trời trắng. Chỉ có gì màu trắng trắng. Áo không có màu trắng nè ba. Ba đợi chút. Cởi ra. Lẹ đi mày ơi. Lẹ đi con. Ăn đói lắm rồi. Được không ba? Được. Ba ơi tụi con đầu hàng ba ơi. Có cờ trắng đầu hàng. Ba ơi. Làm cái trò gì nữa đây? Chiến thuật gì nữa đây? Chiến thuật gì? Trời ơi nhìn cơm ba ngon quá. Ba ơi ba, tụi con là tù nhân nhưng mà tụi con cũng phải được ăn cơm chứ ba. Cho tụi con ăn cơm đi. Ăn cơm. Tụi con đói lắm rồi. Ăn cơm. 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 Được rồi. Mày muốn ăn phải không? Dạ. Được, chờ đó. Yeah. Có cơm rồi.
Nói về thương thuyết và ăn uống thì ta là số 1. Lo phụ con từ cách thoát là khỏi đây. Ăn cơm không? Ra lấy nè. Cơm. Đây. Dạ. Đây. Ăn đi. Hả? Cái gì vậy? Còn muối rau sống thế hả chú? Cái này là rau muống sống mà. Đây nữa nè. Đây. Trời ơi, cái trời gì? Cái gì đây? Ui. Cái gì vậy? Cái này sao ăn vậy ba? Cái củ gì đây ba? Ủa, hết rồi chú. Mấy này sao mà ăn? Bởi vậy ba chơi cắt cớ thiệt chứ. Ba là ba sợ ma lắm đúng không? Vào cái đêm đó, đợi lúc mấy người ngủ say thì say, có một bóng ma xuất hiện, mặc đồ trắng, mặt trắng toát. Gì ghê vậy mày? Miệng máu không. Gì ghê quá vậy? Đó. Làm gì không? Làm gì? Đi tìm những người nào mà ngồi một mình, mặc áo xanh. Tại bà bị giết bởi một người đàn ông màu, áo màu xanh. Đó. Ôi. Đó. Cái là... người mặc đàn ông áo màu xanh giết bà, giờ bà trở về đây. Bà hồn ba báo báo quán đúng không? Đúng rồi, hồn ba báo quán đó. Bà tìm. Đó. Bà mới lần tới một con gió thổi nhẹ quá, khói bay nghi ngút. Đó. Bà đưa tay, bà đưa tay tiến sát lại gần cổ của người đàn ông. Bà chuẩn bị bóp cổ đàn ông. Chưa hết, mọi người tưởng tượng lúc đó là hết rồi đúng không? Như lào lúc này, bỗng một tiếng lan lên một bước chân. Lọc cọc. Một mưa bóng mà bay tới. Có một cô y tá bay ngang. Bà nghĩ y tá sẽ đi trực đêm thôi. Cô y tá gọi, cô y tá ơi. Nhưng không có ai trả lời. Vì biết sao? Vì cô y tá đó là một con ma. Trời ơi, tụi nó biết điểm yếu của mình, nó chơi kiểu này chắc đứng tim. Con ma đã chuyên hù những người mặc áo xanh. Làm biết người áo xanh là kẻ thù của nó. Đóng giết người áo xanh. Bà chạy bà. Thấy chưa, anh đang cắt đường nhiều nữa. Vậy là ông đi hả chú? Ừ, đi con. Đi. Mở cửa. Dồ, quýt gì? Còn hết giết. Đang đau bụng rồi, làm cái muốn ải luôn. Rồi xong. Đó, kể chuyện ma hay quá. Bây giờ xong luôn rồi đó. Ôi, đau bụng, đói bụng, đi làm gì bây giờ? Ba ơi, cứu con đi ba. Chú Phúc, cho mình điện thoại mới. Gì vậy? Con gọi điện cho nội cầu cứu. Ờ, vậy cũng được. Vậy kêu ông nội con qua cứu mọi người đi. Dạ. Anh Tiệp ơi, ông dám giống cháu nội tôi hả? Mệt làm gì vậy mà? Con đang dặn dít nè ba. Dít gì vậy? Có công dặn dít thì có ngày mình thoát ra được. Điên rồi. Con coi cái hành động người ta hay làm mấy trò vậy á. Cái này nó bị điên rồi ba ơi. Ê ba ơi, hình như có người tới. Ông quá đáng lắm nè. Ông nội con. Sao dám giống cháu của tôi? Ông nội tôi thật ba. Đúng rồi. Ông tâm cảm đi, tôi không muốn làm vậy đâu. Nhưng mà ông biết không, nó coi cái hình ảnh 18 cộng đó. Bộ nó coi cái đó thì ông có quyền nhốt nó hả? Có mau thả cháu tôi ra không? Thả liền, từ từ. Kiệm Lâm. Dạ. Con được tự do. Ông nội con tới hả? Lẹ đi. Dạ, chào cả nhà nhá. Lẹ. Bà ơi, đi, ông đi con. Ây, xuống đi. Bà ơi, đừng có hỏi chú đến ba. Dạ, đi mày bị điên rồi. How did you feel Marinette? Ê. Dạ? Nhìn kia. Ông nội mày gắn camera. À, thấy chưa, tao nghi lắm mà. Ông nội mày dùng camera quan sát mới biết được là cha con mình làm gì trong này. Ông nội mình đi trước một bước. Minh, con ra đây. Dạ? Đội tha cho con, vì con đã học bài đó.
Thiệt hả nội? Ừ. Dạ con cảm ơn nội. Mở cửa con ra với nội. Rồi, chui ra nè. Dạ. Cảm ơn nội. Nội, con không. Ông lại nội. Con hả? Con mới học bài. Con mà học bài hả con? À, con chỉ có nước là học phá nhà, phá cửa thì có thể học bài bây giờ. Ở trong đi. Đóng lại con, đóng lại. Đóng lại nha nội. Khoan. Có điện thoại. Alo. Dạ tôi nghe. Dạ thầy phó hiệu trưởng à. Dạ. Kiếp thầy Phúc à. Ủa. À hôm nay ở trường có tiệc mà thầy Phúc không có tới. À dạ. Đi gọi điện thoại hoài không được à. Không có ngủ. Rồi để tôi nói thầy Phúc đến liền. Đến liền. Rồi. Phúc. Phúc. Ba kêu kìa. Dạ. Ra đây. Trường gọi con đi ăn tiệc. Thiệt các bạn. Ừ. Mở ra. Dạ. Trời ơi Phúc ơi. Em ra nhớ lấy đồ ăn cho anh ăn, anh đói bụng quá. Thôi kệ yên tâm đi, em ra được rồi, em sẽ cứu mọi người. Còn ra anh? Dạ ra chứ ba. Là bây giờ còn hai ba con mình thôi hả? Thôi, con ráng cứu ba con mình ra. Mày làm gì? Con dặn cho ra, con sắp dặn ra rồi nè. Con bị điên rồi, con biết cao lắm không? Nguy hiểm lắm á. Con mở sắp ra rồi ba. Mở rồi xong sao xuống? Kiếm xì dây rồi xuống rồi ba. Trời ơi mày chán sống rồi hay sao vậy? Ra rồi ba ơi. Để con đi kiếm một cái sợi dây. Dây đâu mà kiếm? À con thấy rồi. Đây nè ba. Đây đưa cái đầu lại cho con. Làm gì? Bây giờ con quăng xuống. Ba nhìn theo con rồi ba làm theo nha. Cái gì? Làm theo gì? Trời ơi! Hả xuống vậy hả? Đúng rồi. Ba biết mấy trò leo núi nhân tạo không? Y chang vậy đó. Nè ba nhìn theo con nè. Ây. Trời ơi. Ba ơi xuống đi ba ơi. Trông mặt quá. Ơi con xuống đi. Cộng dây thần này không chịu nổi sức nặng của ba đâu. Nó đứt giữa chừng mất công. Ba nghỉ ăn á. Thôi vậy thôi ba cho nó đi. Để con đi kiếm cách cứu ba nha. Chào ba con đi. Vậy đi nha. Ba vô đây. Ôi trông mặt quá. À. Cái gì? Bị nhốt? Dạ thiệt có mẹ. Ông nội lấy dây xích xích lại xong rồi đứng ở ngoài cái lỗ cái canh không có cho ai ra hết. Ai mà đút cái đầu ra, con đút cái đầu ra ông nội quýnh con bờm đầu luôn nè. Trời ơi, cái đầu con từ xưa tới giờ bờm vậy rồi có đâu mẹ. Rồi bây giờ ba đâu? Ba còn ở trển đó mẹ, nhưng mà ông nội bỏ đói không có cho ai ăn cái gì hết. Từ hôm qua tới bây giờ hả? Dạ. Từ hôm qua tới bây giờ? Dạ. Nghe. Anh ơi anh. Ê gì? Em hả? Anh ơi. Anh ơi đâu rồi? Anh ơi ra đây. Anh được tự do rồi. Cô anh được tự do rồi. Anh ơi. Ngay cả bạn mẹ nè, ai cũng sợ con cho nên không dám đi chơi với mẹ. Mẹ là người cô đơn có hiểu không? Trời đất ơi vô đây ngồi chơi. Người ta nói á, con dâu của chị á khó ưa lắm. À! Đứng lên. Nó chì chí tôi đủ điều. Ừ. Nước mắm mặn quá. Chứ điều á nó leo lên đầu tôi nó ngồi nữa. Mẹ nhớ chưa? Không biết nó là má chồng hay là tôi là má chồng nữa à. Ủa tiền của mình đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thuận theo thầy. Con không ngờ mẹ ghét con vậy luôn á. Ờ thì mẹ nói sai thì mẹ xin lỗi con, chịu chưa? Sói ca. Đón xem tập 7 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 30/1/2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1, gia đình là số 1. Oh, oh, oh. 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 Sao
chúng ta vẫn bên nhau. Dù có bao gian lao, gia đình vẫn bên nhau. Và gia đình là số 1, và gia đình là số 1, và gia đình là số 1.